Phân khúc Cruiser cỡ nhỏ 150cc tại Việt Nam hiện nay vẫn đang bị bỏ ngỏ với rất ít sự lựa chọn. Rất may khi mới đây nhà Suzuki đã phân phối chính hãng mẫu xe Intruder 150 hoàn toàn mới, bán song song với mẫu GZ 150A. Mặc dù chung phân khúc Cruiser 150 và cùng chung một nhà sản xuất, nhưng Intruder 150 và GZ 150A vẫn có rất nhiều những điểm khác biệt và hướng đến các nhóm đối tượng khách hàng khác nhau. Trong vlog này, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích đánh giá chi tiết hai mẫu xe này. Về thiết kế, Suzuki Intruder 150 kết hợp thêm tính thể thao hiện đại vào kiểu dáng cổ điển cần có của một chiếc xe cruiser. Phong cách này đang rất được ưa chuộng ở thời điểm hiện tại, mà chúng ta có thể thấy trên những mẫu xe phân khối lớn như là Ducati Diavolo 1260 hay là các mẫu Kawasaki Vulcan. Điều này thể hiện rõ qua dàn áo sử dụng nhiều chi tiết nhựa, rồi một số các trang bị hiện đại như là cụm đồng hồ điện tử Full LCD, đèn trước có định vị projector, đèn sau trang bị LED và vân đúc dạng chữ Y. Trong khi đó, trái ngược với Intruder 150, GZ 150A vẫn mang nét thuần khiết của dòng cruiser cổ điển với tay lái cao và yên xe thấp, hệ thống đèn halogen, cụm đồng hồ dạng cơ, bình xăng dạng giọt nước và rất là nhiều những chi tiết mà kim loại sáng bóng. Còn khi xét về kích thước, chúng ta có thể thấy ngay Intruder 150 nhỏ gọn hơn, trọng lượng cũng thấp hơn 8kg so với GZ 150A. Đây là một điểm cộng đối với những người muốn tìm kiếm một mẫu cruiser gọn nhẹ để di chuyển trên phố. Bù lại, GZ 150A sẽ ổn định hơn khi chạy ở tốc độ cao nhờ trục cơ sở dài hơn và khối lượng lớn hơn. Cùng hướng đến sự thoải mái khi di chuyển nên cả hai mẫu cruiser của Suzuki đều được trang bị tựa lưng cho người ngồi sau. Đây là một điểm đặc trưng so với các dòng xe khác. Xét về động cơ thì Intruder 150 nhịn hơn GZ 150A từ công suất đến mô men xoắn. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên bởi GZ 150A đã được ra mắt cách đây gần 8 năm, trong khi Intruder 150 thì chỉ vừa mới xuất hiện trên thị trường gần đây. Hơi tiếc một chút vì Intruder 150 vẫn chỉ sử dụng hộp số côn tay 5 cấp. Tương tự như vậy, về trang bị, Intruder 150 cũng chiếm ưu thế hơn với phân đĩa 2 bánh, hệ thống phân ABS ở bánh trước, lốp xe to bản hơn, bánh trước 110, bánh sau 140 và phục sau dùng monoshock. Trong khi đó, Suzuki GZ 150A thì phân sau chỉ là dạng tăng trống, phục sau cũng chỉ là giảm sóc đôi. May mắn bù lại trên GZ chúng ta sẽ có cặp thùng gắn sau xe là trang bị tiêu chuẩn. Hiện nay, Suzuki GZ 150A đang được bán với mức giá 68,5 triệu. Trong khi Suzuki Intruder 150 là 89,9 triệu, đây là mức giá niêm yết chính hãng của Suzuki Việt Nam. Như vậy, với giá bán chênh lệch lên tới 20 triệu đồng, giúp cho hai mẫu xe này gần như không phải tranh giành thị trường của nhau. GZ 150A hướng đến nhóm khách hàng đứng tuổi đang tìm một chiếc cruiser đúng nghĩa để di chuyển trên những cung đường dài. Còn Intruder 150 lại phù hợp với những người dư dả về tài chính, thích một chiếc cruiser thể thao và có thể đi hàng ngày trên phố. Vậy còn các bạn thì sao? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video cho mình biết sự lựa chọn của các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở vlog tiếp theo. Bye bye.